Dạ, con dao này á, em vừa mài đá mịn xong luôn, đá 4.000 lít xong, chưa có khử bao bì gì hết. Em sẽ cắt thử dao, thử giấy trước khi lít nha. Ở đây nó còn gập gồm, bây giờ mũi chưa bén rồi. Em sẽ khử qua bì trước cái miếng giấy này. Dẫn tới đây nè, nó vẫn không bén. Cắt nhanh này rất bén luôn. Cắt chậm không đứt, mình sẽ liếc da. Mình sẽ liếc bên mặt lên xanh trước. Sẽ lấy qua thử mặt mình luôn. Em lấy khoảng 30 như thế, 50 cái, 30 năm 50 lần. Bén thân ở bên mặt lòng. Cắt nhanh nè. Cắt chậm nè.
thịt mắm luôn.